Được mến chào tất cả quý vị và quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh thông tin tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và hân hạnh nhận được sự đồng hành của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ đề lần này giải đáp thắc mắc liên quan đến các dịch vụ làm đẹp cận Tết. Người sẽ cùng đồng hành với quý vị ngồi bên cạnh hiện thực đây xin được trân trọng giới thiệu có thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ khoa da liễu thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thực mến chào bác sĩ Quốc Hưng ạ. Xin chào hiện thực. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác sĩ. Thưa quý vị khán giả thân mến, có thể nói rằng là nhiều chị em phụ nữ và hiện tại cũng muốn chia sẻ với bác sĩ Hưng luôn là vào những cái ngày thường như thế này, mình chăm sóc da rất là kỹ, thậm chí là không có ăn đường, rồi mình ăn uống rất là lành mạnh để giữ được một làn da đẹp. Thế nhưng mà vào những ngày Tết thì không thể nào mà tránh khỏi quá là nhiều đồ ăn, thức uống, đồ ngọt. Rồi cộng thêm với đó là ngủ nghỉ cũng không có còn khoa học như ngày thường. Vậy thì đâu sẽ là một vài những cái sai lầm trong những ngày Tết mà khiến cho làn da của các chị em mình nó trở nên không có đẹp như trước, nó trở nên đi xuống hơn ạ, thưa bác sĩ? Thì một cái dịp Tết là một cái dịp rất là đặc biệt khi mà chúng ta đoàn viên cùng gia đình. Chúng ta giống như là có những cái buổi vui xuân với nhau. Và chính vì vậy cái nhịp sống, cái nhịp sinh hoạt của chúng ta nó sẽ có những cái sự thay đổi. Và chính những điều này nó có thể nó làm thay đổi cái sức khỏe của làn da của chúng ta. Thì chúng ta có thể điểm sang một số cái thay đổi, một cái thói quen mà nó có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Thứ nhất, như lúc nãy Hiền Thục vừa nói, nó là do cái thức ăn của chúng ta nó có thay đổi. Như ngày thường thì chúng ta có thể chúng ta ăn uống rất là khoa học, rất là healthy chẳng hạn. Tuy nhiên đến khi mà lễ Tết đến thì chúng ta sẽ có những cái buổi giống như là có những cái thức ăn nó giàu những cái chất béo hơn bình thường nè, nhưng mà nhiều thịt hơn bình thường, và đặc biệt là những cái bánh đồ ngọt rất là nhiều. Và chính vì nếu chúng ta ăn quá nhiều những cái lượng thức ăn đó, có thể nó vô tình nó làm cho cái làn da của chúng ta nó sẽ đổ dầu nhiều hơn, nó sẽ dễ bị hình thành những cái nhân mụn và có thể gây ra cái tình trạng là cái mụn trứng cá. Cái thói quen thứ hai nữa mà chúng ta cũng thường là hay mắc phải và nó cũng có thể làm cho ảnh hưởng tới cái sức khỏe làn da của chúng ta, đó là việc chúng ta thường hay thức khuya, chúng ta trò chuyện với bạn bè, chúng ta đi chơi, chúng ta sinh hoạt, cũng như là không mất đi cái việc là chúng ta cái thói quen ngủ sớm hàng ngày. Và chính điều này nó có thể nó làm cho cái sức khỏe của bản thân cũng như là sức khỏe làn da nó sẽ bị ảnh hưởng, những cái quầng thâm mắt nó có thể nó sẽ xuất hiện. Và một cái yếu tố nữa là có thể trong những cái buổi tiệc chúng ta gọi là sum họp cùng gia đình, chúng ta sẽ dùng những cái thức uống có chứa những cái nồng độ cồn, ví dụ như là rượu bia đây, thì khi chúng ta sử dụng những thức uống đó vô tình nó cũng có thể làm cho cái làn da của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng, những cái tình trạng da này nó xuất hiện khô nhiều hơn, cũng như nó có thể nó xuất hiện cái tình trạng lão hóa, cũng như là xuất hiện tình trạng mụn. Một yếu tố nữa là khi chúng ta đi chơi, chúng ta đi du xuân chẳng hạn, thì cái việc gọi là chúng ta đi quá nhiều địa điểm có thể khiến cho chúng ta gọi là quên đi cái việc là chúng ta sử dụng kem chống nắng. Ví dụ như chúng ta thường hay được các bác sĩ tư vấn là sau khoảng 2-3 tiếng là chúng ta cần phải gọi là bôi thêm một lớp kem chống nắng nếu như chúng ta tiếp tục đi ra ngoài nắng, bởi vì lúc đó những cái kem chống nắng nó đã giảm mất cái nồng độ cũng như cái tác dụng của nó. Tác dụng chống nắng nó đã bị sụt giảm rồi, mà cái việc chúng ta di chuyển, chúng ta đi chơi hàng ngày, có thể chúng ta quá bận rộn, chúng ta quên mất cái hiện tượng này, quên mất cái điều này. Và do đó khi chúng ta đi dưới trời nắng, có thể việc chúng ta da chúng ta sẽ dễ bị cái là tia UV của ánh nắng mặt trời nó tác động vào, và có thể gây ra những cái tình trạng sạm nám hoặc là bỏng nắng sau khi chúng ta trải qua một cái mùa Tết với gia đình. Vậy thì cái việc mà chúng ta đi chơi nhiều này, cũng như là mình thưởng thức nhiều những cái món ăn khác nhau trong những ngày Tết, vậy thì đâu sẽ là một cái gọi là những cái bước quan trọng của cái việc mà mình chăm sóc da vào những ngày Tết, liệu có khác với những ngày thường hay không ạ? Thì tốt nhất những ngày Tết chúng ta sẽ chăm sóc, yếu tố thứ nhất là việc giống như lúc nãy tôi có nói là kem chống nắng, chúng ta phải luôn luôn nhớ. Dù cho cái bận rộn như thế nào thì chúng ta cũng cần phải gọi là bôi kem chống nắng khi chúng ta đi ra ngoài nắng. Và cái cách bôi chính xác là chúng ta sẽ phải bôi trước khi chúng ta ra nắng ít nhất 30 phút, để lúc này khi chúng ta bước ra nắng là lúc này cái lớp kem chống nắng đã sẵn sàng để bảo vệ làn da cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đi nắng du xuân mà tiếp tục khoảng gọi là nhiều hơn khoảng 2 tiếng thì chúng ta nên bôi lại một cái lớp kem để nó đảm bảo rằng cái lớp kem chống nắng đang bao phủ cho da chúng ta nó hoàn toàn có thể bảo vệ cho làn da chúng ta. Và một yếu tố nữa là chúng ta cần phải gọi là dưỡng ẩm cho cái làn da. Việc yếu tố dưỡng ẩm nó cực kỳ quan trọng, bởi vì những cái ngày mà chúng ta đi chơi, chúng ta thưởng thức những cái thức ăn, thì lúc này làn da chúng ta nó rất là mau, nó dễ khô
và cũng như nó dễ đổ nhờn. Và lúc này cái việc chúng ta bôi dưỡng ẩm cho làn da chúng ta nó giống như là một cái hình thức chúng ta cấp cứu cho làn da chúng ta. Chúng ta cấp nước ngay lập tức để mà chúng ta bảo vệ cho làn da chúng ta nó không bị khô, không bị tình trạng kích ứng, tình trạng ngứa ngáy khi chúng ta đi du xuân. Và một cái yếu tố nữa là chúng ta cũng đừng quên là chúng ta cũng cần phải tẩy tế bào chết hàng đêm. Vì khi chúng ta đi chơi xuân thì chắc chắn là cái việc là chúng ta trang điểm là cái việc chúng ta không thể tránh khỏi rồi. Chúng ta trang điểm thì khi chúng ta đi chơi về thì bắt buộc chúng ta cần phải tẩy trang nè. Chúng ta có thể tẩy tế bào chết để tránh hiện tượng là bít tắc những cái lỗ chân lông, để mà nó có thể là một nguyên nhân có thể hình thành cái việc phát sinh những cái nhân mụn trứng cá trên mặt. Dạ, có quá nhiều người sẽ khá là bận rộn với công việc. Sẽ có nhiều chị em phụ nữ là mình có nhiều thời gian hơn một chút, mình đi làm đẹp từ sớm hơn. Cho nên là đạt được nhiều cái hiệu quả mong muốn hơn. Nhưng mà nhiều chị em phụ nữ là phải nói là tới tận 28, 29, 30 Tết mới bắt đầu đi làm đẹp. Và lúc này là rất là nhiều câu hỏi được đặt ra. Vậy đâu sẽ là những cái dịch vụ để có thể làm cho da tươi hơn, xinh hơn và nhanh hơn vào những cái ngày đã cực Tết như thế này rồi mà chị em phụ nữ mới đi làm đẹp, thì nhờ bác sĩ Hưng có thể chia sẻ với quý vị ạ? Thì thật ra thì nếu như làm đẹp thì chúng ta phải bắt buộc phải cần thời gian là cái điều gọi là luôn luôn là cái yếu tố thời gian là yếu tố cần thiết để mà thay đổi một cái làn da. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp chúng ta không có thời gian, chúng ta chỉ có khoảng tầm 2-3 ngày trước khi mà Tết đến, thì chúng ta cũng mong muốn là có thể làm nên làn da chúng ta đẹp nhất có thể. Vậy thì đâu là cái giải pháp? Thì đây là chúng ta có thể gọi là thực hiện những cái việc gọi là những cái liệu trình chăm sóc da nó tương đối là nhẹ nhàng mà nó mang lại cái hiệu quả cao nhất cho làn da. Thì thiết thực nhất là chúng ta có thể gọi là đi những cái liệu trình có mang tính chất là cung cấp những cái vitamin, những cái dưỡng chất cho cái làn da. Ví dụ như là chúng ta có thể làm điện di C nè, chúng ta có thể gọi là đắp những cái mặt nạ cung cấp những cái vitamin để cho làn da chúng ta. Và chúng ta có thể cải thiện thêm bằng việc chúng ta có thể gọi là đi những cái laser toning, những laser mà nó chỉ tác động vào cái lớp sắc tố bề mặt da, nó mang tính chất là nó sẽ làm sáng lên cái bề mặt da chúng ta, cũng như nó có thể giúp cho làn da chúng ta có thể gọi là dễ dàng hấp thụ những cái vitamin hơn, gia tăng sức khỏe cho làn da. Và một yếu tố nữa chúng ta cần phải tránh những cái gọi là liệu trình mang tính chất gọi là xâm lấn quá mạnh cho làn da. Thì ví dụ như là những liệu trình peel mà peel mức độ gọi là peel trung bình hoặc là peel sâu, hoặc là chúng ta đi những cái liệu trình nó mang tính chất xâm lấn mạnh, ví dụ như chúng ta làm laser fractional chẳng hạn, hoặc là chúng ta lăn kim, thì đây là những cái liệu trình mà nó sẽ làm cho cái làn da chúng ta bắt buộc nó sẽ có những cái tổn thương sau khi chúng ta thực hiện, và chúng ta cần phải có một cái thời gian nghỉ dưỡng. Và nếu như cái thời gian nghỉ dưỡng nó kéo dài quá thì có thể là nó qua luôn cái giai đoạn Tết của chúng ta, và chúng ta sẽ rất là khó gọi là khi chúng ta đi ra ngoài tiếp xúc với người này kia. Dạ, một gương mặt xinh đẹp sẽ khiến cho các chị em phụ nữ tự tin hơn rất là nhiều. Phải nói là khi mà xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì đó, chúng ta vô cùng hoang mang và lo lắng, đặc biệt là nó lại xảy ra vào đúng cái khoảng thời gian mà mình ăn Tết. Dạ, thưa bác sĩ Hưng, vậy thì một vài những cái lưu ý cũng như là thận trọng cho việc lựa chọn cơ sở làm đẹp, y tế uy tín như thế nào, cũng như là các cái dịch vụ chúng ta cần phải thận trọng ra sao để mình vẫn có thể làm đẹp được, vẫn có thể lấy lại được một cái gương mặt xinh mà mình vẫn không bị gọi là mình không bị đi nhầm, hoặc là mình lựa chọn sai những cái cơ sở và những cái dịch vụ nó không đúng mà, thưa bác sĩ? Thì thật ra bây giờ thì chúng ta biết rằng là ngành thẩm mỹ bây giờ có rất nhiều rất nhiều những cái gọi là hình thức mà người ta có thể quảng cáo marketing để chúng ta đến làm đẹp. Tuy nhiên thì chính vì vậy thì cái thị trường làm đẹp ngày nay nó cũng mang tính chất cũng khá là có nhiều vấn đề, giống như có thể dùng từ là nó hơi hỗn loạn một chút. Ví dụ như rất nhiều những cái cơ sở họ không được cấp phép để mà thực hiện những cái phẫu thuật, những cái liệu trình, tuy nhiên họ vẫn làm. Và chính khi chúng ta làm trong những cái cơ sở đó thì với những cái người mà họ không có những cái bằng cấp, những cái chuyên môn được cho phép thực hiện, thì đây một cái điều đặt cái sức khỏe của chúng ta đứng trước một cái nguy cơ rất là lớn. Do đó khi chúng ta lựa chọn những cái cơ sở làm đẹp, chúng ta cần lựa chọn những cơ sở nó uy tín, và quan trọng nhất là phải được cấp phép của những cái cơ quan chức năng, ví dụ như là Sở Y tế hoặc là Bộ Y tế. Và những người thực hiện cho chúng ta phải là những người gọi là có những cái chứng chỉ, những cái chuyên môn, những cái giấy phép hành nghề được Sở Y tế hoặc là những cái cơ quan chức năng cho phép thực hiện. Và chúng ta cũng gọi là tránh việc chúng ta là thực hiện gọi là những cái thủ thuật, những cái như là tiêm filler nè, chúng ta thực hiện những cái laser ở ngoài những cái cơ sở, ví dụ như là những cái spa, những cái cơ sở làm tóc, làm móng thông thường, thì đây là một những yếu tố rất là nguy hiểm mà gần như
bất kỳ tháng nào khi chúng tôi vào phòng khám, tôi cũng phải xử lý, tiếp nhận và xử lý những cái ca tai biến do những trường hợp chúng ta làm đẹp tại những cái cơ sở như là không đủ chuyên môn gây ra, và những cái hậu quả của nó đôi khi khắc phục vô cùng khó khăn và đôi khi nó cũng khá là nặng nề. Qua Giáng sinh thì những ngày này ai cho chúng ta cũng thấy rằng là thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Đúng rồi. Và ngay cả những người mà thưa bác sĩ Hưng có một làn da mà trước đây họ ví như là một chảo dầu, gọi là rất là khó chịu, bây giờ vẫn có cái tình trạng gọi là khô và bong tróc ở ngay cả vị trí môi hoặc là hai bên má hoặc là trên trán, vân vân. Thưa bác sĩ, vậy thì làm sao để những ngày này cho đến Tết chúng ta dưỡng ẩm đúng cách, như thế nào để một làn da mịn màng và không còn cái tình trạng và khô và bong tróc nữa? Thì cái khí hậu lạnh là một những khí hậu nó mang tính chất là nó gọi là làm mất nước cho cái làn da chúng ta khá là nhanh. Và khi một cái làn da mà mất nước, nó sẽ gây ra những cái hệ quả rất là to lớn cho cái sức khỏe của da. Yếu tố thứ nhất là yếu tố thẩm mỹ, là làn da nó sẽ bị bong tróc, nó sẽ bị tróc vẩy ra và nó nhìn là một cái làn da chắc chắn là không khỏe mạnh. Yếu tố thứ hai là một cái làn da khô, rồi cái làn da nó sẽ kích thích những cái tuyến bã nhờn dưới da tăng tiết nhờn ra, và chính những cái vảy sừng bong tróc trên bề mặt da nó cũng có thể chui xuống làm bít tắc những cái lỗ nang lông và gây ra hình thành những cái nang mụn ẩn và có thể diễn tiến thành những cái mụn viêm. Và một yếu tố nữa là khi hàng rào bảo vệ da chúng ta nó bị khô thì lúc này những tế bào sừng nó sẽ bị có những khoảng hở giữa những cái tế bào sừng, và những cái dị ứng nguyên, những cái vật lạ từ bên ngoài môi trường nó có thể nó xâm nhập, nó di chuyển xuống bên dưới da và nó gây ra cái tình trạng là ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là nổi mụn nước, những cái vết đỏ trên làn da. Và do đó yếu tố dưỡng ẩm là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thì những cái sản phẩm dưỡng ẩm mà chúng ta có thể sử dụng trong cái giai đoạn những cái ngày mà thời tiết lạnh và khô như này, chúng ta nên sử dụng những cái loại sản phẩm mang tính chất dịu nhẹ. Ví dụ như là cream hoặc là lotion. Đây là những cái loại gọi là nó phù hợp cho làn da chúng ta, nó dễ dàng thấm xuống bên dưới da và có thể nó hạn chế cái việc là bít tắc những cái lỗ chân lông và có thể làm cho cái làn da chúng ta nó luôn khô thoáng và giữ cái độ ẩm. Một yếu tố nữa là chúng ta cũng lưu ý là không phải là chúng ta chỉ dưỡng ẩm từ bên ngoài, mà yếu tố dưỡng ẩm từ bên trong cũng cực kỳ quan trọng. Nước là một cái chúng ta cần phải uống nước mỗi ngày, và cái lượng nước để mà thích hợp để cho chúng ta gọi là cung cấp độ ẩm cho chúng ta thì được khuyến cáo là khoảng tầm 2 lít nước một ngày. Và một yếu tố nữa là chúng ta cần phải lưu ý là việc chúng ta dùng nước không phải là chúng ta cứ dùng mỗi lần chúng ta uống quá nhiều nước đó là tốt, và chúng ta nên giống như là canh chỉnh cái thời gian trong ngày ra. Chúng ta càng uống gọi là nhiều lần, chia nhiều lần ra thì càng tốt. Bởi vì lúc này cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ nước một cách gọi là đầy đủ hơn. Vì nếu chúng ta uống một lượng nước quá nhiều thì trong một cái giai đoạn thời gian nhất định, cơ thể cũng chỉ hấp thu được một cái lượng nước nhất định, và sau đó cái lượng nước dư thừa nó cũng sẽ được thải ra bên ngoài. Do đó thì cơ thể cũng không hấp thụ được quá nhiều nước. Và do đó chúng ta có thể gọi là lưu ý là bôi dưỡng ẩm, đồng thời là uống nước đầy đủ. Khi người ta còn trẻ thì người ta sẽ cảm thấy rất là tự tin với cái làn da của mình, nó đầy độ đàn hồi, căng bóng và khỏe mạnh, dù là có đôi lúc hơi thức khuya và ăn nhậu cũng rất là nhiều. Nhưng mà đúng là không ai có thể chống lại cái tuổi tác, và một trong những cái vấn đề thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của mình đó là nếp nhăn. Và đến khi nào mà Tết đến xuân về thì người ta lại càng muốn làm sao nhanh nhất có thể, bởi không phải ai cũng có đủ kiên trì, thưa bác sĩ Hưng, để mình có thể xài một cái loại mỹ phẩm nào đó mà lâu dài để cho nó có thể cái nếp nhăn đó nó không còn nữa. Và vì thế xóa nếp nhăn cũng là một trong những cái dịch vụ mà rất là nhiều người tham khảo vào những ngày cận Tết. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể lựa chọn dịch vụ cũng như là mình chăm sóc cái vùng xóa nếp nhăn như thế nào để có thể phục hồi nhanh nhất có thể? Để chúng ta phục hồi cái nếp nhăn, cụ thể là những cái ngày gần Tết, thì chúng ta cũng có một cái phương pháp để chúng ta có thể làm cải thiện nếp nhăn nhanh nhất có thể, và cũng như là cái hiệu quả của nó gọi là nhanh nhất trong tất cả những cái phương pháp đó. Là chúng ta sẽ tiêm cái gọi là botulinum toxin. Thì cái hoạt chất này nó được xem như là một cái chất có thể làm thư giãn cơ tại những cái vùng hình thành nếp nhăn. Cụ thể đây là những cái vùng như là đuôi mắt nè, cau mày và vùng trán, là những cái vùng gọi là cái làn, khi làn da chúng ta bị lão hóa nó mỏng dần đi thì lúc này những cái cơ bên dưới nó sẽ có xu hướng là nó co mạnh hơn, và khi nó co mạnh như vậy nó có thể làm hình thành những nếp nhăn. Và việc chúng ta tiêm những cái thuốc botulinum toxin vào bên dưới, chúng ta sẽ làm thư giãn những cái nhóm cơ này, nó làm cho cái cơ này nó trở nên gọi là giảm đi cái độ gọi là hoạt động bất thường, hoạt động mất kiểm soát của nó, và có thể làm hạn chế việc hình thành nếp nhăn. Và đặc biệt là những lúc mà chúng ta không có chủ định là coi những cái sử dụng những cái cơ này thì nó sẽ làm cho cái gương mặt chúng ta trở nên trẻ hơn, những nếp nhăn trở nên mờ hơn, và quan trọng nhất là nó sẽ hạn chế việc
những nếp nhăn này trở nên sâu hơn trong tương lai. Và một phương pháp nữa cũng có thể làm để chúng ta có thể giảm bớt những cái nếp nhăn là chúng ta có thể tiêm cái phương pháp là mesotherapy. Thì cái phương pháp mesotherapy này là chúng ta sẽ đưa những cái thành phần, những cái dưỡng chất qua cái lớp sừng mà xuống dưới bề mặt da. Cụ thể đây là chúng ta sẽ đưa những thành phần ví dụ như là hyaluronic acid nè, nhóm vitamin C nè, những cái nhóm vitamin niacinamide, những cái chất chống oxy hóa. Thì khi chúng ta đưa xuống vào cái làn da thì lúc này nó sẽ cung cấp dưỡng chất cho làn da chúng ta, cung cấp độ ẩm cho da và làm cho cái da nó cũng sẽ căng mịn hơn, thể tích của lớp da nó sẽ trở nên dày hơn và nó cũng sẽ làm giảm nếp nhăn. Và một yếu tố nữa là chúng ta cũng cần bôi dưỡng ẩm cho làn da. Một cái làn da khô như lúc nãy chúng ta vừa đề cập là một cái làn da nó sẽ vừa bong tróc vẩy nè, nó vừa dễ bị tình trạng viêm và đồng thời nó cũng làm cho những cái nếp nhăn nông ở bề mặt nó cũng có thể dễ dàng xuất hiện. Và do đó việc chúng ta bôi dưỡng ẩm nó cũng góp phần làm mờ đi những nếp nhăn. Lúc này những thành phần như nước, HA ở trên bề mặt nó cũng sẽ ngấm vào những cái đường nứt ở trên bề mặt da và nó làm cho giống như là cái lớp da cho nó được sáng bóng, nó được gọi là bề mặt quang học, nó sẽ được sáng bóng hơn và làm giảm những cái nếp nhăn. Và khi chúng ta kết hợp tất cả những cái liệu trình đó thì đó là một cái phương pháp gọi là gần như là đơn giản nhất để chúng ta có thể cải thiện cho cái những cái nếp nhăn li ti trên bề mặt chúng ta. Dạ, bên cạnh đó thì việc đi dặm lại chân mày một chút hoặc là mình thay đổi sắc màu của đôi môi cũng là một trong những dịch vụ mà được rất là nhiều chị em lựa chọn, đặc biệt là trong những ngày Tết thì lại ngày càng nhiều hơn. Thưa bác sĩ, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta mới làm xong, mình lưu ý gì về chế độ sinh hoạt, ăn uống để mà cũng như là lưu ý gì trong việc lựa chọn một cái dịch vụ làm chân mày hay là làm môi để mình có được một cái kết quả như ý và không tổn hại đến sức khỏe của chúng ta? Thì cái cách mà chúng ta thường hay dùng trong nhân gian để nó làm mày, làm môi thì thực chất nó là một cái phương pháp mà chúng ta sẽ giống như là xăm ha. Chúng ta sẽ dùng một cái vật là những cái đầu kim hoặc là những cái lưỡi dao khắc, chúng ta đưa những cái vết mực xuống bên dưới da và những vết mực này nó sẽ nằm lại bên trong da chúng ta và nó làm cho tăng những cái gọi là đưa màu sắc vào những cái khu vực như là chân mày hoặc là môi. Thì khi cái phương pháp này thực hiện thì chắc chắn nó sẽ gây những cái tổn thương ha. Mặc dù là những cái tổn thương nó cũng chỉ mức độ li ti thôi ở những khu vực chân mày và môi, tuy nhiên những cái khu vực này nó vẫn có thể hình thành những cái nếp, những cái vết thương. Và những vết thương này nếu như chúng ta chăm sóc không kỹ, nó có thể gây ra cái tình trạng nhiễm trùng vào cái những cái vị trí chúng ta vừa thực hiện. Thì cái thời gian thông thường để cho một cái vết thương nó có thể lành trên da trong khi chúng ta thực hiện xăm chân mày hoặc là xăm môi là thời gian khoảng ít nhất là từ 7 ngày đến 14 ngày. Do đó chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta giống như là muốn làm đẹp để du xuân chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý cái khoảng thời gian để cho cái làn da chúng ta nó hồi phục hoàn toàn. Và sau khi chúng ta thực hiện xong, chúng ta cũng cần phải chăm sóc nó rất là đặc biệt. Ví dụ chúng ta có thể bôi những cái gọi là kem hoặc là những cái mỡ kháng sinh lên những cái khu vực mà chúng ta vừa thực hiện để tránh việc chúng ta nhiễm trùng, gọi là hạn chế việc gọi là phòng ngừa cái việc nhiễm trùng tại những cái vị trí này. Và một yếu tố nữa là chúng ta phải hạn chế việc chúng ta gọi là bôi, chúng ta đưa tay lên rờ vào những vị trí vết thương này, hoặc là chúng ta trang điểm, chúng ta son môi, chúng ta vẽ chân mày quá sớm trong cái giai đoạn mà cái vết thương, cái miệng nó vẫn còn hở. Cái hành động này nó có thể đưa những cái diễn nguyên như là những cái bột phấn, những cái màu của mực của son môi nó đi xuống bên dưới và nó gây ra cái tình trạng gọi là kích ứng, dị ứng sau khi cái môi chúng ta nó bị tổn thương. Và do đó, đó là những yếu tố mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, rất là quan trọng. Dạ, một vài những cái biện pháp để mình trị nám sạm da như là lăng kim tái tạo da hoặc là mình đi máy laser thì một liệu trình bao nhiêu lần, cũng như là sau mỗi liệu trình như vậy thì chúng ta mất bao lâu để có thể hồi phục và làm sao để các chị em có thể tính toán cái thời điểm mình làm trước khi mà mình ăn Tết để mình có được một làn da tươi trẻ cũng như là không có bất kỳ một cái tổn thương nào ạ, thưa bác sĩ? Thì nói về điều trị nám là một cái điều trị rất là lâu dài. Bởi vì nám là một cái yếu tố gọi là rối loạn về cái hoạt động bất thường của cái tế bào sắc tố da. Mà chúng ta hay nghe nói là melanocyte đó. Thì một cái tế bào khi nó hoạt động bất thường có nghĩa là nó sẽ tăng tiết melanin bất chấp việc mình có đi ra nắng hay không. Có nghĩa là khi mình ở trong nhà thì melanin nó vẫn cứ tăng tiết ra mỗi ngày. Và một số người nói là tại sao tôi không đi ra nắng mà tại sao da tôi vẫn bị nám chẳng hạn. Tuy nhiên cái việc là chống nắng cũng vô cùng quan trọng, vì nếu chúng ta đi ra nắng thì lúc này những cái tế bào đó chắc chắn nó sẽ tăng tiết melanin một cách rất là mạnh mẽ và làm cho vết nám nó trở nên đậm đi một cách rất là nhanh. Và đôi khi là chúng ta sẽ rất khó điều trị nếu chúng ta
không chánh nắng tốt. Và việc chúng ta sử dụng những cái phương pháp chúng ta hay nghe nói đến như là laser, IPL để chúng ta điều trị nám, thì cơ chế của những phương pháp này là nó sẽ là phân giải gọi là quang diệt chọn lọc, nghĩa là khi cái tia laser này nó đi xuống, nó tiếp xúc những cái sắc tố da, cụ thể đây là những cái melanin ở bên dưới da đó, nó sẽ làm phá hủy, làm vỡ những cái khối melanin đang được lắng đọng bên dưới da của chúng ta. Và kết quả là nó sẽ làm cho một cái khối melanin to vỡ thành những cái hạt bụi melanin, và do đó nó vẫn nằm bên dưới da của chúng ta. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa việc trước và sau điều trị, có nghĩa là những cái khối melanin này nó có thể được cơ thể mình đào thải. Và chính vì vậy, cái việc chúng ta điều trị sau bao lâu mà cái vết nám nó có thể mờ, nó phụ thuộc rất là nhiều vào việc là chúng ta cũng phụ thuộc vào, thứ nhất là cơ địa chúng ta đào thải cái vết nám nó trong bao lâu, và cái thứ hai nữa là việc chúng ta có hình thành những cái khối melanin mới hay không. Nghĩa là nó phụ thuộc vào việc chúng ta có tránh nắng tốt hay không, chúng ta có giảm bớt những cái căng thẳng trong cuộc sống hay không, và cũng như là việc chúng ta có sử dụng những cái thuốc có ảnh hưởng nội tiết trong cơ thể hay không, như những cái thuốc tránh thai. Và việc chúng ta tránh tất cả những yếu tố đó thì trung bình nó sẽ vết nám của chúng ta nó sẽ được cải thiện sau khoảng 3-5 lần bắn laser. Yeah. Và có thể cách biệt nhau những cái giữa những cái lần bắn đó có thể cách nhau từ 2 tuần đến 1 tháng. Do đó chúng ta cũng có thể sắp xếp cái thời gian để chúng ta làm đẹp, để mà chúng ta giảm bớt cái nám, thì có thể dựa vào những cái tháng mà trước Tết khoảng tầm 3 tháng là chúng ta có thể lên cái lịch để chúng ta điều trị cái nám da rồi. Và sau 3 tháng đó thì có thể là da chúng ta sẽ gọi là sẵn sàng, có thể gọi là đón Tết. Và nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta quá cận Tết thì chúng ta làm laser có được hay không, thì laser điều trị nám là một cái laser rất là nhẹ nhàng, nó có thể gọi là làm cho cái sắc tố chúng ta có thể tan vỡ đi, làm giảm nám, mà cái làn da chúng ta hoàn toàn không bị tổn thương. Yeah. Do đó chúng ta có thể hoàn toàn làm giai đoạn trước Tết khoảng 1 tuần cũng không có vấn đề gì, với điều kiện là sau khi làm chúng ta sẽ bôi dưỡng ẩm kỹ, chúng ta sẽ tránh nắng kỹ, và sau đó cái dàn là làn da chúng ta nó vẫn trở nên sáng hơn so với việc chúng ta không làm. Dạ. Việc mà nếu như chúng ta cắt mí trước Tết thì chắc có lẽ là không khả thi mấy, bằng việc mình mí và mình kích mí. Thưa bác sĩ, vậy thì với hai cái phương pháp này mình nên làm bao lâu trước Tết và chăm sóc như thế nào ở cái vùng đôi mắt, bởi vì đôi mắt rất là quan trọng đối với chúng ta. Mình chăm sóc như thế nào để có thể trả về một cái kết quả cho đôi mắt long lanh và đẹp nhất ạ? Thì cắt mí là giống như là mình không nên làm rồi. Nhưng nhấn mí hay là kích mí thì cũng là cái phương pháp chúng ta cũng gây ra những cái tổn thương nhất định cho cái mí mắt. Do đó việc mà chúng ta làm xong thì mắt chúng ta có thể hoàn toàn nó sẽ hơi bị phù nề một chút. Do đó việc chúng ta làm sát Tết quá là một cái điều là nó không khả thi ha. Và cái giai đoạn để mà từ một cái thương nó trở nên ổn định hoàn toàn thì chúng ta cứ cho thời gian khoảng là 1 tháng, là một cái thời gian nó vừa đủ, nó thích hợp để cho một cái như chúng ta kích mí và nhấn mí, nó trở nên cái vết thương nó trở nên lành hoàn toàn và nó trở nên hoàn hảo nhất, cũng như là cái vẻ đẹp của cái mí lúc này nó cũng trở nên là hoàn hảo nhất cho chúng ta có thể đi chơi Tết. Và một cái cách để chúng ta chăm sóc khi chúng ta thực hiện những cái biện pháp, những cái kỹ thuật nhấn mí, những cái kích mí này, là chúng ta cũng cần phải, nó cũng tương tự như chúng ta xăm môi hoặc là chúng ta xăm chân mày thôi, chúng ta sẽ phải gọi là bôi những cái thuốc kháng sinh lên những cái vùng này để tránh cái việc chúng ta nhiễm trùng do những cái vi khuẩn từ bên ngoài nó xâm nhập thông qua cái vết thương. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng cần phải chăm sóc da, chúng ta có thể dưỡng ẩm cho cái vùng da này để giống như là khi mà da chúng ta đủ độ ẩm thì cái việc lành thương nó sẽ diễn ra tốt đẹp hơn, nó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn và giúp cho da chúng ta nó đỡ giống như là đỡ bị những cái vấn đề như là tăng sắc tố hoặc là hình thành, giảm nguy cơ hình thành sẹo sau khi chúng ta làm. Và một yếu tố nữa là khi chúng ta thực hiện những cái này thì hoàn toàn nó có khả năng là dưỡng cái mắt chúng ta nó sẽ bị phù nề, mà do đó chúng ta có thể sử dụng những cái viên thuốc, chúng ta hay ngậm những viên alpha tray hoặc là ngậm những cái viên thuốc, bôi những viên thuốc nó làm giảm tan đi cái máu bầm, hiện tượng phù nề cho cái làn da, và do đó nó sẽ làm hạn chế tối đa những cái nguy cơ khi mà thực hiện những cái kỹ thuật này. Dạ, có quá nhiều câu hỏi về các vấn đề chăm sóc sức khỏe làm đẹp vào những ngày Tết, đặc biệt là với các chị em phụ nữ được gửi về. Ngày hôm nay được bác sĩ Quốc Hưng chia sẻ và giải đáp rất là tận tình cho quý vị từng bước như thế nào, lựa chọn cái dịch vụ ra sao. Hy vọng rằng là một phần nào đó quý vị yên tâm hơn cũng như là lựa chọn được cho mình một dịch vụ thật là tốt để làm đẹp vào những ngày cận Tết nhé quý vị. Hiện thực một lần nữa xin được thay mặt cho ekip
Và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay, xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Phước Hưng đã nhận lời tham gia và giải đáp hết tất cả những thắc mắc của quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi thương chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Hiện thực cũng xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.